Rồi, việc chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay mới về cho quý vị và các bạn một đôi uh, lo uh, của hãng Kogan. thì đôi lo này là uh, sản xuất tại Nhật, nha quý vị và các bạn. Đây là thương hiệu Mỹ sản xuất tại Nhật, lo đấy. thì bây giờ việc sẽ uh, quay về ở phía trong nội thất và cũng như là uh, góc cạnh thùng lo và sau đó sẽ báo giá để cho quý vị và các bạn uh, tham khảo thì dòng lo cô này thì, à, đây là cô có mô là bx 1002 đó thì dòng này đặc biệt là cái lưới nó hai bề luôn quý vị và các bạn bề này là gỗ nha lưới bề này là bằng gỗ nè đấy bằng gỗ rồi còn ở bên đây là bằng lưới bố thì vẫn có tem một nghìn hai ha quý vị và các bạn lưới còn rất là đẹp nè quý vị muốn đậy bề nào cũng được á bề nào cũng vừa hết bề, bề gỗ này cũng được luôn ha đó thì cái này thì hãng họ thiết kế như thế ừ. rồi thì à, ở phía trước quý vị và bạn thấy lo này nó sở hữu là một bát 30 nha năm quay 6 sự bích cơ cô gan bx 1002 đó thì đây là bát 30 thì lo chung này nó có đường kính tầm khoảng cái lo chung này thì mình đoán đường kính nó tầm khoảng 10 10 14 ha. Tại vì bên trong này nó rất là lớn nè quý vị. Đấy. Hai lo chung này mũi nhôm ha. Và đây là một chép giấy. Đây cái chép giấy này nó mốt mũi một tí nha. Thì cái này không ảnh hưởng gì. Thì mình mình hút nó ra được nhưng mà mình chưa có làm thì để mình quay cho quý vị và các bạn biết rồi sau đó thì quý vị nào mà chốt rồi đó thì mình mình hút cái mũi này ra cho quý vị và các bạn còn không thì để nguyên vậy đó cho quý vị và các bạn biết hàng bãi mà về thì lúc nào cũng vậy đẹp cỡ nào đẹp nó vẫn có chày hay là tì vết nhỏ đó. quý vị và các bạn thấy ở đây là cái lỗ thông hơi hai siêu chép cội nè hai cái lo chung mà mũi nhôm thì quý vị và các bạn biết là tiếng nó cực kỳ sáng ha màn giấy gân thì gân vải gần vải ha còn rất là mềm củ lo thì nhìn gấu luôn như uh, thường những cái dòng co gan này nè là nó có nguyên cái 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 miếng lưới rất là mỏng rất là mỏng để nó bảo vệ cái uh, cái cái màng lo ở đây và tuy nhiên thì cái lưới nó của nó uh, nó mỏng quá đó quý vị và các bạn nó cũng mục rách rồi cho nên việc giật uh, uh, ra luôn rồi đó bây giờ uh, cái lưới bảo vệ phía trước này nó không còn nữa nó chỉ còn cái căng này thôi ha đúng ra là cái dòng co gan này quý vị vợ bạn cứ lên uh, google và quý vị và các bạn sạch Google thì quý vị sẽ thấy nó có một cái lưới rất là mỏng y chang như như cái giải của mấy cái mùng ngủ của mình vậy đó quý vị thì người ta bao ở đây ha do nó mục rồi thôi mình gửi ra luôn để nó dính thấy ghê quá đó thùng thì thùng gỗ lạng nè quý vị thấy không thùng gỗ lạng mặt phía trước nè đó rất là đẹp tùy ý thích muốn đậy bên nào thì đậy ha rồi ở đây là phía sau thì việc cũng đã tháo ra một chiếc để quý vị và các bạn cùng xem ha cùng xem. Đây. Ở phía sau nè. Đó, cái miếng ván ở đây. Thì lo này nó có chở kháng là 8 ôm. Công suất là 100W cho mỗi chiếc ha. Đây là cái god server này để uh, tối ưu cho cái uh, các giải tần số nè, đó. Thì tùy mình muốn chơi sao tùy. Đây là có uh, đó. Theo cái ý của mình chơi ha. Độ nhạy của con này 100dB. Khá là lớn dòng cô gan cổ mà quý vị thì củ lo bên trong nè bảy màu luôn nha đây quý vị và bạn thấy củ lo gấu chưa củ rất là nặng củ từ rất là nặng củ từ gấu ha đó đó củ lo nè củ hai cái lo chung nè toàn là từ muốn ngựa thôi đây nè cái củ của cái lo lo chép giấy nè hai chép còi nè quý vị thấy chưa rất là ok ha còn phân tầng thì nó nằm ở đây đây dạ ở bên trong này thì không biết người ta ghi cái miếng giấy này là cái gì đây nè Mình cũng biết luôn Giờ không dám móc ra Móc ra thì nó sẽ nó sẽ gắt đi cái cái này quý vị Đó Nó sẽ gắt đi cái bông tiêu âm này thôi Mình cũng không dám móc ra để làm gì Cái phân tầng nè Đó quý vị và bạn có thể nhìn thấy Phân tầng này nó rất là nhiều nha Nè Nó nguyên một cuộn từ từ khúc này nè quý vị Nè khoảng cỡ dày, Khoảng cỡ uh, cao nó khoảng cỡ gan Và ngang nó khoảng cỡ gan phân tầng này rất là nhiều, tại vì quý vị thấy nó rất là nhiều tiếng lo nó rất là nhiều, cho nên cái phân tầng của nó thì uh, cũng uh, nhiều lắm quý vị. Rồi. rồi chiếc bên đây để việc quay một vòng cho quý vị đó. Rồi, hàng về mình chưa có vệ sinh nè, đom đôm đom trắng trắng đó vệ sinh là nó hết nha. mình chưa có rảnh để vệ sinh nữa, mình uh, về là mình chia sẻ ngay đến quý vị thôi. góc cạnh nè, ok hết thì những cái đôi như thế này quý vị nghe bộ logo thì không cần phải bàn cãi gì thêm nhiều về chất âm mình không có nó cần nói nữa rất là hay đó quý vị còn bạn nào mà muốn lo không tỳ vết thì thua mình là mình bán hàng bãi lo không tỳ vết thì chỉ có làm lại thôi rồi ở bên đây cũng vậy ha đó quý vị thấy không đẹp nha đó. tất cả các tiếng lò nó bát mềm đẹp kem lo chung cũng vậy Trung... lò chung lò chung lo chép vân vân các thứ ha các tiếng lò đẹp hết quý vị và các bạn để rồi quý vị thấy bên đây ha lưới dây căng bên đây mặt trong Đó. đây mặt ngoài bên đây nó sức mất tiêu cái, cái 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 tem một ngàn rồi quý vị cái chữ tem 1200 200 nè, có một bên đây e căn này nó sức mất tiêu rồi, đó, thì có thể là mình uh, mình muốn đậy bên nào đó. thì mình lấy cái chữ 1.200 bên đây, rồi mình uh, để vào ở phía bên đây cho nó đều ha, thì bên nào nó cũng có 1.200 hết, thì hàng cũ mà, quý vị cũng thông cảm này chứ, uh, hàng cũ thì đương nhiên nó cũng phải có này có kia, chút đỉnh ha, rồi thì uh, với đô lo như thế này tình trạng uh, đẹp lo, các tiếng lo đẹp thùng lo đẹp đó đây căn thì uh, như thế này đó quý vị và các bạn cũng thấy đó mình bán hàng nguyên bãi nguyên chất mộc nha thùng gỗ lạng ha các tiếng lo bao xin thùng lo không bể nở cho quý vị và các bạn thì uh, đôi lo này uh, có giá là uh, mình bán cho quý vị và các bạn là 8 triệu 500 nghìn đồng chưa bao gồm phí vận chuyển các bạn lưu ý giúp mình nha là đôi này 8 triệu 500 nghìn là rất là rẻ rồi quý vị quý vị cứ sạch google là quý vị biết giá liền biết giá ngay giá thị trường thì nó cũng tùy theo đôi đẹp đôi xấu vân vân các thứ nhưng mà giá 8 triệu 500 thì quý vị và các bạn uh, không có đôi nào mà đẹp như thế này đâu thì quý vị thông tin rất là nhiều quý vị có thể lên Google quý vị tra xem tham khảo coi ở những shop khác hoặc là thị trường người ta bán giá như ra sao rồi Từ đó mình sẽ đánh giá thì việc thì được có cái là mình bán cho quý vị và các bạn từ vẫn có lời nhưng mà lời mail lời mỏng để cho hàng nó đi nhanh thì quý vị nào cần thì liên hệ qua số điện thoại 0963 chín rồi xin cảm ơn hẹn gặp lại quý vị vào những cái video lần sau nha